thực ra Yon Thon này nó tăng cái sức mạnh này để nó vượt qua cái giai đoạn đi đường một cách nó nhanh chóng hơn. Chứ còn sức mạnh của nó tăng không đáng kể, bởi vì trong giao tranh con Thon nó đâu có bắn đạn xanh đâu. Trong giao tranh con Thon nó không bắn đạn xanh, cho nên là sức mạnh trong giao tranh với đạn xanh của Thon nó không có. Chủ yếu tăng đạn xanh là để nó có cái giai đoạn đi đường nó tốt hơn thôi, cũng là như vậy, kiểu nó đỡ bị áp lực hơn so với trước đây ý. Nhưng mà tăng 5% thì nó không ăn thua mọi người. Tăng 5% đạn xanh thì nó không ăn thua. Thực sự là như thế. Nice. Ok, hồ chim. Hồ chim nhưng mà trúng con mít nó. Dùng lao cơ khí trúng con mít đó thì lại ăn được chim. Đánh được. Ôi, Thon nó phải đủ đồ cơ. Thon nó cũng giống như con Slim ấy. Nó cần đồ để đánh về cuối game ấy. Cảm ơn No Name nhá, cảm ơn thầy nhá. Payment có tiền là có tất cả. Này, hay này, lao này con. Lao này con. À, danh cao thủ giờ yếu thế. Lao này. Danh cao thủ giờ đánh yếu thế. Trời ơi, thằng này lắp đạn tào lao vậy mày. Phải cả lắp đạn đánh luôn mà. Rành quá gà hà thần. Rành quá gà luôn, thằng đánh Thon không biết đánh. Thích đòi đánh Thon, lắp đạn tào lao vãi. Farm lính 3 đạn vàng ạ. Farm lính 3 đạn vàng. Tuyệt vời. Thon farm lính 3 đạn vàng. Không biết chơi. Thích chơi Thon. Ui không chết kìa. Chấm máu ấy. Chấm máu. Ui chiêu cuối đi đâu vậy trời. Chiêu cuối để mà dọn lính có phải hay không anh Thon. Trời ơi, chơi game này chết dở rồi. Lại tốc biến chạy. Chơi Thon này chết dở rồi, trời ơi. Để chiều cuối mà dọn lính. Chiều cuối ông đi bắn vào không khí đây. Bắn cái đánh đâm cái gì trời. Xin connect nha. Ô, hôm nay không thấy khỉ nhở. Test xem nó mạnh như thế nào thôi ấy mà. Hôm nay không thấy khỉ nhở. Hôm nay khỉ không thấy đâu ta. Cho tôi xin con blue được không? Tôi cần năng lượng để sử dụng kỹ năng. Nhìn này, nhìn danh cao thủ này. Tolo thì đi ăn lính, đồng đội thì chết la liệt ở đứng giữa. Danh cao thủ Việt Nam giờ chán vãi cái này.
Ui nhảy. Bắc. Thì có ở đây thì sao, có vấn đề gì? Để buôn ly khỉ. Để buôn ly khỉ. Bắc to tướng này. Nhảy lại. Bắc. Làm lại pha vừa nãy em nè. Đéo được. Payman, anh thử bully xem. Hùng Anh Trần, bắc rồi. Không được, vừa nhảy tít ra đến tận đây mà. Giờ lại không được nữa. Payman, bully mình em thì không sao, nhưng bully người của em thì em không chắc ok. Chết. Thầy không cầm luyện kim không? Tôi không cần cầm luyện kim, tôi vẫn hack được vàng này, thấy không? Tôi còn nhiều hơn cả thằng AD đó cầm luyện kim này. Thấy không? Thầy thấy không? Tôi đâu cần luyện kim đâu, vàng tôi vẫn nhiều mà. Tôi cần một cái diệt thần cung. Tôi cần một cái diệt thần cung. Đang xuống. Không được mạng hạng hụt nào ta. Nice. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Có diệt chưa? Chưa có diệt. Hùng Anh Trần, về bờ cực mạnh. Về bờ chứ. Về bờ chứ này. Ngày hôm nay tôi đánh chủ lực là không thua ván nào luôn á. Ngày hôm nay tôi đánh chủ lực là không hề thua một ván nào luôn. Đánh được này. Tao đây mà. Tao đây mà. Anh thon bắn yếu quá. Xin lên gì yoga được không hả thầy? Không nên nhá. Lên. Đây rồi, hàng về. Đồ. Thanh niên chơi đồ đây rồi. Thỏ chơi đồ đây rồi. Thỏ chơi đồ. Thỏ chơi đồ. Thỏ chế độ. Ra đây làm quả mega kill. Thỏ chế độ. Thank you.